Chồng thì ngồi xe lăn, cô vợ thì nằm liệt giường, còn bé con gái nhỏ nằm đây. Em học ngành quản trị nhân sự, nhưng mà về Bà Rịa Vũng Tàu xin việc một năm không có được, khó khăn quá. Thì mình có một cái nghề lẻ là mình biết vẽ tranh với viết chữ thư pháp, thì cái mình dùng cái nghề lẻ đó nó phù hợp với cái địa phương du lịch, thì dùng nó để thích nghi với cuộc sống. Đây là cái số tiền mà anh bán cao su bóp để anh dành dụm để chia sẻ trong 100 sức quà trong ngày hôm nay. Dạ. Anh gửi tặng hết cho em 10 triệu đồng. Em rất là xúc động, bất ngờ. Không biết nào lúc nào mình thấy khó khăn, nhưng mà mình phải đối diện với nó và sống đúng với nó thì nó sẽ ổn. Cố gắng làm thân, anh nghĩ em sẽ làm được với cái nghị lực của em. Em tuy rằng em không đi đứng như bao nhiêu người khác, nhưng nghị lực của em không bao giờ tàn phế. Thiệt là ở cái sự mà chia sẻ, thấu hiểu được cái nỗi đau, những cái sự mà thiếu hốt của bà con. Thấy mừng quá, em thấy mừng quá trời, đối với ông được ở nhà, ở đậu không. À, giờ được mình chú Tám cho được căn nhà thì nó ngày có chỗ che mưa che nắng, lần này cũng rất mừng. Xuống nhà chúng định nữa, ngày lên xuống là có làm nổi cái nhà, ngày nhà mấy chú lo được chuyện cũng rất bấm ai. Cảm ơn quý khách hàng đã mua cao su bóp hỗ trợ đau nhức và xương khớp, dầu gội đầu, dầu gội mũ bàn của Sang để mà ủng hộ Sang trên cái con đường thiện nguyện, lấy tiền lời đó để đi giúp cho những cái công tác xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh giàu có, hoa lệ là giấc mơ an cư lạc nghiệp của hàng triệu người. Thế nhưng, ẩn sau vẻ hào nhoáng đó, vẫn còn lắm phận đời phải vất vả mưu sinh, thậm chí kiệt quệ, bất lực vì nghèo đói bệnh tật. Chương trình Tiến Rao Cuộc Đời xin mời quý vị khán giả đến với một góc khác của Sài Thành hoa lệ, lắng động lòng mình trước những số phận đầy khốn khó, túng quẫn và đẫm nước mắt qua những thước phim chân thật nhất. Kính mời quý khán giả cùng đón xem chương trình Tiếng Rao Cuộc Đời. Trời đất ơi, chào em, anh Bình Sang, là con gái em hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi, sao nằm đây? 5 tuổi. 5 tuổi hả? Dạ. Còn em bị gì? Em bị rét, bị tai nạn năm 2000. Bị tai nạn năm 2000? Dạ. Rồi vô bệnh viện nằm tới giờ hả? Dạ không, có nghĩa là bây giờ lét, đi vô lại. Lỡ lét rồi vô lại lại? Dạ. Trời đất. Em vô lại bệnh viện bao nhiêu ngày rồi? Dạ, em vô đầu tuần. Hả? Em đầu, vô bữa đầu tuần đó. Đầu tuần thứ hai. Vô thứ hai đầu tuần. Dạ. Trời ơi. Rồi còn em ngồi xe lăn. Từ nhỏ. Ngồi xe lăn từ nhỏ. Dạ. Đây cả nhà thấy nè, đứa con bé nhỏ, chồng thì ngồi xe lăn, cô vợ thì nằm liệt giường, còn bé con gái nhỏ nằm đây. Trời ơi là trời. Thôi ngày hôm nay á, là anh đến đây để chia sẻ 100 sức quà đến cho những người nghèo. Dạ. À, danh sách của bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 gửi cho anh. Dạ. Em tên gì? Thắng. Tên Thắng. Dạ. Bà xã tên gì? Diệu. Diệu. Thì thực sự tụi anh cũng không có gì nhiều,
rồi muốn chia sẻ một cái ít tấm lòng của mình để san sẻ những cái sự khó khăn của bà con đang nằm ở trong bệnh viện. Rất là nhiều hoàn cảnh, từ sáng giờ tôi đi thật sự tôi rớt nước mắt, tôi không thể nào tôi cầm được nước mắt. Và thêm một cái hoàn cảnh gia đình của mình nữa, thật sự giờ bệnh về rồi mình ngồi xe lăn rồi con gái như vậy, thì bây giờ làm bằng cách nào để mà duy trì cái cuộc sống này? Dạ thì trước thì cũng có cái vợ chồng thì cũng làm công việc, nhưng mà do cái đặc thù của cái cơ thể của vợ cho nên bị lép, cho nên nó hạn chế cái việc ngồi. Vợ thì bây giờ hiện tại thì vợ cũng làm bánh rau câu sinh nhật. Còn em thì em cuối tuần em qua bên Vũng Tàu em vẽ tranh, vẽ chữ thư pháp nữa để bán cho khách du lịch, để hai vợ chồng cùng làm để trang trải cuộc sống. Hai vợ chồng cùng làm để trang trải chia sẻ cuộc sống. Dạ. Bằng cái thư pháp của mình. Dạ. Động lực nào mà để giúp cho em có cái nghị lực quá hết sức kiên cường luôn? Thì cuộc sống thì nó khó khăn thì mình cũng phải thích nghi thôi. Chứ em học một ngành khác, em học ngành quản trị nhân sự, nhưng mà về Bà Rịa Vũng Tàu xin việc một năm không có được, khó khăn quá. Thì mình có một cái nghề lẻ là mình biết vẽ tranh với viết chữ thư pháp, thì cái mình dùng cái nghề lẻ đó nó phù hợp với cái địa phương du lịch, thì dùng nó để thích nghi với cuộc sống. Còn khó khăn thì muôn vàn, không biết nào lúc nào mới khó khăn, nhưng mà mình phải đối diện với nó và sống đúng với nó thì nó sẽ ổn. Đối diện với nó và sống đúng với nó phải ổn. Em nói chuyện với anh em vẫn tươi cười, nhưng mà trong mắt em đã gơ lại hết rồi. Thì sợ anh rất hâm phục em. Giờ em bị như thế này thì anh cũng không biết phải nói làm sao để mà động viên em. Em có dự tính mai này vợ xuất viện về để mình tiếp tục cái cuộc sống này như thế nào? Thì vẫn con đường đó, vẫn con đường vợ là làm bánh rau câu, rồi mình phụ vợ, rồi vẫn vẽ tranh với chữ thư pháp. Nhà em ở đâu? Ở phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai vợ chồng có nhà riêng? Dạ có. Có nhà riêng? Tự làm. Tự làm. Đi ra ngoài để mưu sinh, để vẽ. Anh rất muốn gặp lại em một lần nữa. Khi hai vợ chồng em xuất viện về, đi trên chiến xe của thương không đồng của anh sẽ hỗ trợ đưa về hoàn toàn miễn phí. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay gia đình tôi có gửi cho em cái tiền mặt. Và trong này cái đồ ăn, dinh dưỡng, toàn dinh dưỡng. Và rồi bên cạnh đó có cái hộp cao su bóp. Dạ. Không ạ. Cái hộp cao su bóp. Dạ. Đây là khi vợ em đau và em có đau á. Dạ. Tha nó vô. Một ngày 3-4 lần. Đừng sức cho vết thương ở. Dạ. Để hỗ trợ những nâng đau. Đây là cái số tiền mà anh bán cao su bóp để anh dành dụng để chia sẻ trong 100 sức quà trong ngày hôm nay. Dạ. Anh gửi tặng hết cho em 10 triệu đồng. Dạ. Em rất là xúc động, bất ngờ. Sự rất xúc động. Dạ. Cũng không biết nói gì hơn. Thay mặt cho cái gia đình nhỏ của em, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Tám đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình em trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện khó khăn này. Em khi hoặc là sau khi mà vợ hết bệnh thì vợ chồng em vẫn tiếp tục cố gắng nỗ lực để sống tốt và ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Cố gắng lên. Cố gắng lên thôi. Anh nghĩ em sẽ làm được với cái nghị lực của em. Dạ. Em tin rằng em không đi đứng như bao nhiêu người khác, nhưng nghị lực của em không bao giờ tàn phế. Anh tin rằng một ngày nào đó gia đình nhỏ của em đón được nhiều cái sự may mắn trong cuộc sống này. Dạ. Và ở đây có cái số điện thoại của anh. Dạ. Nếu em có bất kỳ cái khó khăn nào em cứ gọi cho anh. Anh không có kêu gọi em hết. Dạ. Anh giúp bằng tất cả những gì anh bán buôn cao su bóp. Dạ. Anh lấy đem lòng đời đó chia sẻ với bà con. Dạ.
mạnh mẽ lên tiếng. Em có cho phép anh để cái số điện thoại em trên cái video này. Dạ được. Đồng ý. Dạ, đồng ý, anh sẽ gửi cái số điện thoại của em lên đây để mạnh quân họ ở xa gần họ có thể gọi trực tiếp cho em để họ giúp đỡ. Dạ. Và họ sẽ liên lạc với phòng công tác xã hội của bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Dạ. Để họ liên lạc để họ vô đây thăm vợ chồng em. Dạ. Cố gắng lên nè. Đọc anh cái số điện thoại. Cố gắng lên. Dạ. À, số điện thoại của em là 0973 550 377. Em tên Thắng. Con lên. Em thật sự em hồi nãy em nói tên gì? Em Diệu. Tên Diệu à? Thật sự em có một người chồng rất là tuyệt vời. Tuyệt vời, trân trọng tuyệt vời. Khi mà chồng em thì họ sẽ làm như này mà vô nuôi em và dắt hai con đi dùng cái bút để mà đi vẽ từng bức tranh để kiếm từ đầu để lo cho vợ trang trải trong cái bệnh tật ốm đau. Thì điều này anh thật sự anh rất là khâm phục. Em có một người chồng thật sự trân trọng tuyệt vời luôn á. Chúc mừng em á. Hãy luôn lạc quan mạnh mẽ lên em ha. Để mà về với lại chồng với con sớm được xuất viện nha. Và Sang xin phép chia sẻ cái số điện thoại của em Thắng. Mọi người có thể gọi trực tiếp cho em Thắng. Giúp Sang chia sẻ cái video này. Sang không biết nói sao. Giữa tội nghiệp. Mong mọi người hãy giúp Sang chia sẻ video này để giúp cho em Thắng sớm làm được cái trách nhiệm của một người chồng, một người cha để em ấy nó vượt qua những cái mọi cái sự thống khổ trong cái cuộc đời này. Thì rằng em Thắng không có xin xỏ ai hết. Sang đến đây là được phòng công tác xã hội đưa Sang đến ở tại bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Đi cái chương trình của Sang phát 100 phần quà, sáng giờ Sang không hết nước mắt. Rất là nhiều bà con khó khăn còn ở trong này. Mong mọi người hãy lan tỏa đem cái tình yêu thương của mình giờ đến để đọc việc chia sẻ những cái hoàn cảnh như thế này. Cố lên em ta. Dạ. Anh tin là một ngày nào đó thì gia đình em sẽ vượt qua mọi khó khăn. Dạ, em cũng cảm ơn Tám và cảm ơn chương trình đã đến chia sẻ một cái đúng lúc và kịp thời luôn. Cái gia đình em tại cũng khó khăn nhưng mà được anh Tám với chương trình hỗ trợ thì mừng và xúc động. Đúng lúc và kịp thời. Anh cũng không biết là anh có nhân viên nào ngày nay anh đi, anh quá là nhiều việc. Anh mới về tới Sài Gòn 2 giờ sáng nay. Anh đi công tác ở tỉnh. Rồi sáng nay sang đi vô nước phát quà. Anh đã liên lạc với lại phòng tác xã hội rồi. Nhưng mà không ngờ vô đây thì quá nhiều cái hoàn cảnh. Cố gắng làm thân. Anh là sống xa được. Với cái gì là của em. Với một cái sức lực nhỏ bé của em mà em chia sẻ được cái gì chia sẻ. Không biết giúp bà con làm tỏ cái video này là của em có thể mà mọi mình trong buôn khác có cái điều kiện người ta biết được và ta chia sẻ cái tình thương ấy đến cho mọi hoàn cảnh khó khăn, đến với mọi nhà, mọi người. Cố lên. Dạ. Hy vọng anh sẽ gặp em ở bên ngoài khi em xuất viện. Dạ, em cũng đi trên chiếc xe của thương không lòng của anh. Dạ, thì em cũng hứa là em cũng sẽ liên lạc với anh. Ừ. Để được gặp anh và cảm ơn một lần nữa anh sẽ chia sẻ với gia đình. Cố lên em ơi. Không biết nào lúc nào mình thấy khó khăn nhưng mà mình phải đối diện với nó và sống đúng với nó thì nó sẽ ổn. Khổ lên. Khổ lên em. Dạ. Em vui lắm. Em có sức là hạnh phúc. Chỉ có một người chồng tuyệt vời. Thì dặn hai cái chân của em bây giờ không có đi được. Nhưng mà Thắng luôn mỉm cười. Không buông bỏ cái số phận. Tiếp tục sống. Để nuôi vợ nuôi con.
hạnh phúc lắm em. Cố lên em, cố gắng lên, để sức viện về nhà. Vợ nằm viện khiến gia đình anh Thắng phải lăn lộn trong bệnh viện. Hoàn cảnh khó khăn càng trở nên chật vật hơn. Bản thân anh ngồi trên xe lăn, mặc dù trong lòng trăm ngàn nỗi lo, nhưng sự lạc quan vẫn hiện hữu bên anh. Bởi anh biết rằng giờ đây anh là chỗ dựa duy nhất của gia đình nhỏ. Nếu anh quỵ ngã thì vợ con anh biết cậy nhờ nơi ai? Và chính thái độ sống kiên cường, nghị lực vươn lên để chèo chống gia đình trước nghịch cảnh đã khiến Tám Sang vô cùng khâm phục và quyết định san sẻ phần nào chi phí cho vợ chồng anh. Chắc chắn khó khăn sẽ còn ở phía trước, nhưng ý chí cùng thái độ sống lạc quan, luôn nỗ lực bước tới của anh Thắng sẽ giúp gia đình anh nhanh chóng đi qua những tháng ngày tăm tối này. Thông qua chương trình Sang rất là cảm ơn mọi người cùng làm anh đi xem. Cố gắng anh Thắng ha. Dạ. Anh đi, còn mấy chục phần nữa để anh tranh thủ anh chia sẻ với bà con. Dạ. Hẹn gặp lại em sau. Nha. Đây một lần nữa số điện thoại của Thắng nha cả nhà. Nha. Mong mọi người giúp Thắng chia sẻ video rồi nha. Sang không kêu gọi bất kỳ cái sự đóng góp nào cho chương trình. Sang làm bằng tiền túi. Sang bán cao sơ bóp để chia sẻ đến bà con. Em đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng. Cho nên là Sang không kêu gọi. Sang chỉ mong mọi người chia sẻ cái video này ra. Gọi trực tiếp cho em Thắng. Để giúp đỡ cho em Thắng. Một gia đình quá quá là thương luôn. Sang nói một từ quá thương luôn. Không biết phải nói như thế nào. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Giờ Sang tiếp tục sang đi thôi.